chỉnh cho cơ xe này. Cái là xe mình chạy gấp. Rồi chỉnh cho gấp xe. Thứ hai mình đi lòng móc hết. Đồ cũng tối đâu khác đồ. Rồi lấy mấy cái bịch để lên đây rồi móc cái tối ra đi. Có chưa? Rồi đúng không? Rồi bỏ vô bọc nha. Rồi để lấy đây đi rồi. Bây giờ xong rồi bỏ vô em. Uống gì vậy? Dạ uống Covid thôi. Hai cái đó là cái gì? Cái đèn xe nha. Rồi. Còn gì nữa không? Dạ hết rồi. Còn cái đó nữa. Cái gì đây, cho nó chơi xịt gì á? Dạ, vô 1 phút. Cái gì đây? Bỏ đó coi. Bỏ đó coi. Bỏ đó coi. Rồi. Để xịt hay cho thuốc? Dạ hút, cho hút xịt. Hút xịt gì á? Hút xịt gì á? Mũi. Đây là xe chúng mình dân với cái xe em đó. Chúng mình đi dân để nhà. Với cái xe của em đâu? Đi thấy cái nhà hàng không đẹp hèo có giấy tờ xe. Rồi kiểm tra anh tránh đẩy xe luôn cho. Thì em mới được mất bác. Tiếng này cũng khó khăn rồi. Không có gì hết cho rồi để xe lên. Mày chứng minh dân không? Mày nước không dân có không? Của em thì em phải mang theo chứ em. Ok. Nhậu luôn hả? Nhậu luôn rồi. Nhậu luôn nè. Coi đi em đem máy còn nữa coi luôn. Rất còn. Nhưng nhậu luôn nè. Mấy đứa này nhậu hết rồi nè. Tên gì? Dạ tên Vũ Văn Tý. Hả? Vũ Văn Tý. Vũ Văn Tý mà. Con nhà con phố nè. Rồi bây giờ đi ở quê. Đi ở quê. Rồi các bạn. Nó không à. Nó hỏi lại nha.